À, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh của Nguyễn Phúc Japan. Thì hôm nay mình lại nêm clip giới thiệu với tất cả quý vị các bạn một số cái mẫu đồng hồ để bàn của hàng Nhật bãi nhé. Trong đây có 6 chiếc, chủ yếu là hai thương hiệu là Citizen và Senco. Đây là những hai dòng thương hiệu rất nổi tiếng của Nhật Bản. Đầu tiên này là chiếc Citizen này. Citizen này là số nổi, mặt số nổi nhé, số La Mã. Và cái mặt của nó đồng là bằng nhôm, được mạ đồng rất là đẹp nhé, kim mạ đồng đẹp nhé, máy chân rất to. Và nó là một nguyên một cái cành cây bằng gỗ của Nhật họ cắt ra. Máy chân rất to này thì chất lượng nó rất là bền rồi. Máy kim trôi để mình mở đấy, máy lớn kim pin chung nhé, tất cả thân máy toàn nhôm hết rồi. Cái chiếc này thì được sản xuất từ những năm 1940 mấy đấy, nhưng mà tuổi đời của nó thì cũng phải gần 80 năm rồi. Chiếc này cũng thế, là chiếc này cũng là máy chân thiết to, thương hiệu là Citizen, gỗ nguyên thân luôn, gỗ nguyên cây cắt ra nhé. Này cũng là máy chân thiết to này. Cái thứ ba là hãng Senco nhé, mặt mặt số toàn bằng nhôm mạ đồng hết nhé, hoa văn rất đẹp nhé, khung gỗ thịt, hình thức cũng còn rất đẹp nhé. Chiếc này cũng chạy pin chung, còn nguyên pin của Nhật luôn nhé. Chiếc đồng hồ này thì mình đã test rồi, chạy rất là chuẩn giờ nhé. Tiếp theo là cũng là một chiếc Citizen, cũng là mặt đồng mạ đồng hoa văn rất đẹp luôn, máy chân rất to nhé, kim trôi nhé, vỏ nhựa giả gỗ. Chiếc này cũng có tuổi đời khoảng tầm gần 80 năm rồi. Này sản xuất năm 1940 mấy đấy. Thường thường những cái dòng trang sức to này thì sản xuất từ những năm 1940 rồi đến 1945 47. Tất cả đẹp lên bản 100% chạy chuẩn giờ này. Tiếp theo đây là cũng là một chiếc Senco nữa này, cũng là mặt số mạ đồng, máy kim trôi nhé, cũng gỗ nguyên thân cắt ra nhé. Này mình để bàn trang trí để phòng ngủ rất là đẹp nhé. Đây chiếc Citizen. Này gỗ nguyên thân cắt ra rất dày nặng nhé. Này là hình thức còn rất đẹp. Chiếc này thì chạy pin nhỏ. Đấy, ngoài ra bên mình còn có đồng hồ treo tường. Đấy, bạn nào có quan tâm thì liên hệ mình theo số điện thoại 035 874 2679 nhé.